Sơn xin chào cả nhà mình nha. Sơn xin chúc nhà mình xem tin vui vẻ và an lành luôn nha. Thì hôm nay Bonsai Kim Sơn xin giới thiệu với nhà mình một mẫu cây form thiên nhiên, rất chi là thiên nhiên luôn nha mình. Cây này là một cây quýt rừng form thiên nhiên luôn nha. Cây này hai thân nhưng mà chung cốt, cây đã thùng chậu rồi. Cây này Sơn đã lên cái khay và đã thùng khay luôn rồi nha mình. Rất chi là thiên nhiên luôn. Thì sẵn tiện đây Sơn xin giao lưu luôn cây này, nếu ai ưng thì Sơn giao lưu luôn nha. Cây này có hoành là 32. Cây cao là 72. Tán rộng là 76. Đang nằm khay là 57. Nhân cho 45. Cây này về mình chỉ cần đắp rêu lên nữa là ok thôi. Cái chậu khay này là chậu xi măng đúc nha mình. Nếu mình có điều kiện nữa thì mình thay luôn cái khay chậu tàu là nó vip hơn. Cây này thì rất là ok luôn. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Form này là form thiên nhiên. Chi tèm rất là già luôn. Cây này Sơn xin giao lưu là 2.500k bao ship luôn nha mình. 2.500k bao ship luôn. Nhà mình xem nếu mà ưng ý thì giao lưu ủng hộ Sơn, còn không thì mình xem tham khảo luôn nha. Những cây này những cây Sơn tuyển sưu tầm. Hai nghìn năm trăm k bao ship nhà mình sưu tầm luôn nha. Là một cây quýt rừng tàn riêng thiên nhiên. Cây này Sơn đã lập chi đồ hết rồi. Cái này nó giống như nó thành phẩm rồi, về mình chỉ cần mình để luôn như thế này, mình chỉ đắp rêu thêm thôi, hoặc là mình thay cái khay này thành một cái khay vip hơn nữa thì nó tôn cái cây lên rất là nhiều luôn. Cây này thì Sơn tiện đế rất là mỏng luôn. Thì quá trình mà khi mà mình lên khay á thì mình nên dừng lên, mình dừng lên mình nuôi. Sau này mà lúc ban đầu là Sơn cũng dừng lên Sơn nuôi. Nuôi rồi bây giờ nó ok rồi thì Sơn sẽ hạ cái lớp đất kia đi. Đó thì bây giờ nó sẽ thành một cái mô đất rất là đẹp. Một cái mô rễ. Cái này là mình đắp rêu thêm nữa là ok thôi. Cái này là cái lớp cát mà cái này là cái lớp cát Sơn trang trí thôi nha. Chứ thực ra là nó có một cái lớp đất ở bên trong thì cái đó mình đắp rêu lên nữa là nó ăn rêu luôn. Đó, còn mà mình đắp rêu lên cái lớp cát này thì nó không có dính đâu. Nó không có phát triển đâu. Nếu mà mình về mình đắp rêu lên nữa thì nó mình cào cái lớp cát này đi. Thì mình đắp rêu lên thì nó sẽ bám rêu rất là xanh và đẹp luôn. Rồi cây này Sơn xin giao lưu 2.500k bao ship, nhà mình xem ưng ý thì giao lưu ủng hộ Sơn nha. Rồi Sơn xin chúc nhà mình xem tin vui vẻ và an lành luôn. Nếu có thắc mắc gì thêm thì nhà mình liên hệ với Sơn theo số điện thoại là 0911 470 409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của Sơn luôn nha mình. Nếu nhà mình thương mến Sơn thì cho Sơn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi để cập nhật những thông tin mới nhất từ bên Sơn luôn nha. Rồi Sơn xin chào nhà mình nha.